Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng truyền hơi nữ của Phú Yên và đội tuyển bóng truyền hơi nữ của Phú Bình. Ở trận đấu này thì đội tuyển Phú Yên phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển Phú Bình trong trang áo đỏ phía xa màn ảnh các bạn. Bước vào trận đấu này thì hai đội được đánh giá là ngang tài ngang sức, tỷ số gặp nhau 50-50 trong các lần gặp nhau. Bóng không qua lưới rồi, vừa rồi là số 9 Quỳnh Trang của đội Phú Bình, bóng không qua lưới, điểm cho Phú Yên 2-1. Vẫn còn. Bóng vừa rồi là bóng ngoài sân. Bóng đã va chạm với chắn và của đội Phú Bình ra ngoài sân, điểm cho Phú Yên 3-2. Là bóng tốt của Ngọc Thủy, Ngọc Thủy bên tuyển Phú Yên. Cầu thủ số 12 Ngọc Thủy của Phú Yên đánh rất lên cơ trong thời gian vừa rồi. Ngọc Vân. Ngay sau đó thì Ngọc Huyền của bên Phú Bình đã trả lấy một pha bằng một pha bỏ nhỏ. Tỷ số được nâng lên 4-3 cho Phú Yên. Qua lưới của các cầu thủ Phú Yên, điểm số cân bằng 4-4. Những trận đấu của hậu Covid 2020 được diễn ra liên tục. Thả bóng tốt 5-4 cho Phú Bình. Hai đội quá hiểu nhau trong các lần gặp nhau. Tỷ số được cân bằng 5-5. Tuyển Phú Yên phát bóng. Bóng ngoài sân. Rồi là lần này thì Ngọc Thủy không đập nữa mà đã bỏ nhỏ như bóng ngoài sân. Ở số 8 Dương Hạnh phát bóng. Bóng không có lưới rồi, vừa rồi là phát nhảy đập của số 6 bên tuyển Phú Yên, bóng không có lưới, điểm cho Phú Bình 5-7. Ngọc Ánh của Phú Bình phát bóng. Tấn bóng tốt của Phú Bình. Điểm số được nâng lên 8-5 cho Phú Bình. Và phạt bóng rất khó chịu của chủ công số 9 Quỳnh Trang bên tuyển Phú Bình. Lấy về điểm số 9-5 cho Phú Bình. Vẫn còn, nỗ lực của bóng của Phú Bình rất tốt. Bóng ngoài sân rồi, lần này thì Ngọc Thủy số 2 của đội tuyển Phú Yên lách bóng ra góc chết của tuyển Phú Bình nhưng bóng đã ngoài sân. Điểm số nhân đôi cho tuyển Phú Bình 10-5. Pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Phú Bình để bóng rơi tự do 6-10 cho Phú Yên.
Không được rồi, bóng không qua lưới, bóng lăn trên lưới và lại rơi sang sân Phú Bình. Điểm 7-10 cho Phú Yên. Không được rồi. Vừa rồi là pha bóng không qua sân, không qua lưới. 8-10 cho Phú Yên, khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Không được rồi, phạt đá bóng rất tốt của chủ công số 9 bên tuyển Phú Bình. 11-8, Phú Bình đang dẫn. Thả nhỏ rất hay của Ngọc Thủy. 9-11 cho Phú Yên. Một pha không hiểu ý nhau nữa của Phú Bình. Một pha không hiểu ý nhau của giữa Ngọc Huyền và Dương Hạnh. 10-11. Ngọc Thủy lần này thế nào? Sau giải của Thái Nguyên, bóng chuyền hơi của Thái Nguyên mở rộng, Ngọc Thủy đánh rất lên cơ. Đội bóng tốt, vẫn còn. Như vơi rồi, bóng ngoài sân rồi. Nỗ lực cứu bóng của Ngọc Thủy không thành công. Điểm 12-10. Vạch. Trọng tài xác định bóng trong sân. Thấy trọng tài chỉ bóng vào phía bên Phú Bình. 13-10 cho Phú Bình. Ngoài. Rồi thì Quỳnh Trang đã phát bóng ngoài sân. 11-13 cho Phú Yên. Lại một pha phát bóng ra ngoài nữa. 14-11 cho Phú Bình. Dừng lại phát bóng. Đỗ Lợi xin lỗi. Không được rồi, bóng không qua lưới. 15-11 cho Phú Bình. Ngọc Huyền phát bóng. Bóng rơi tự do. Các cầu thủ Phú Yên vừa rồi là pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Phú Yên. Trọng tài văn lỗi bên tuyển Phú Bình, điểm cho Phú Yên. 12-16. Một bóng tốt số 6 của số 6 bên tuyển Phú Yên. 13-16. Đỗ Lợi rất tuyệt vời. Là bóng tốt của Quỳnh Trang. 17-13 cho Phú Bình. Ngọc Ánh, cô bé Ngọc Ánh, cầu thủ trẻ nhất của tuyển Phú Bình phát bóng. Đội bóng không qua lưới rồi. Vừa rồi là pha đập không qua lưới của chủ công số 12 Ngọc Thủy. Quỳnh Trang phát bóng. Lại một pha bóng không qua lưới nữa của chủ công số 9 Quỳnh Trang. Điểm số bây giờ là 14-18 cho Phú Yên. Không được rồi, bóng rơi tự do. Điểm cho Phú Bình 19-14. Đỗ Lợi phát bóng. Đỗ
Lần này thì bỏ nhỏ thành công. Ngọc Thủy rất sáng tạo những pha bóng ngoài nhỏ kiểu này. Không được rồi. 16-19 cho Phú Yên. Vẫn còn. Lần này thì không được rồi, các cầu thủ đội Phú Bình đã rào cái lồ ở giữa rồi. Không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Phú Bình không thành công. 17-19, khoảng cách chỉ còn 2 điểm cho tuyển Phú Bình. Bên Phú Yên phát bóng. Lỗi rồi. Trọng tài chưa còi đã phát bóng nên trọng tài đã bắt phát bóng lại. Bóng ngoài sân. Cô bé áo không số của tuyển Phú Yên này. Thật là bóng rất uy lực của chủ công số 6 bên tuyển Phú Yên. Tỷ số được nâng lên cho Phú Yên là 18-20. Kết thúc set 1 thì đội tuyển Phú Bình thắng đội tuyển Phú Yên với tỷ số là 21-18. Và hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu set đấu thứ 2.